Bây giờ á, bác già cả rồi, bác chẳng thà mình hy sinh, mình bệnh hoạn vậy chứ, ở nhà đi, rồi bác sẽ tự lo tự điều trị cho mình. Chứ bây giờ bác không muốn con bác nó nợ nần túng thiếu túng quẫn nữa. Cháu hiểu rồi bác. Bác an tâm điều trị bệnh cho mình đi. Tất cả những cái chi phí viện phí tốn kém của bác ấy sẽ có công ty bảo hiểm bên cháu thanh toán cho bác ạ. Bảo hiểm hả? Dạ. Mẹ, thật ra anh Sơn là bên bảo hiểm nhân thọ. Rất may là anh Sơn đã tư vấn cho con cái gói bảo hiểm cho mẹ rồi đó. Người hôm sáng gọi điện cho con là anh Sơn đó mẹ. Mẹ an tâm điều trị nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.